Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vũ Dương Ô Tô. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay thì bên em Vũ Dương Ô Tô lại giới thiệu quý vị các bạn một mẫu xe tải nhỏ, một mẫu xe có thể lượn trong thành phố quá là ok. Vâng, chiếc xe mang biển số 37C31482. Đây là một dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ, chất lượng của Suzuki. Vâng, Suzuki Kaji sản xuất năm 2017. Một chiếc xe đẹp, nét căng từng cm, cam kết cho quý vị các bạn không hề đâm đụng, không hề ngập nước, máy móc chạy cực chất. Và con xe này thì lốp zin theo xe cả nguyên quả 5 quả luôn. Dàn sắt xi vẫn còn rất là mới, gầm bệ, tôn vỏ chắc chắn, cam kết cho quý vị các bạn không hề đâm đụng. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe tải nhỏ với dung tích xi lanh chỉ có 1.6 thôi. Chiếc xe mặc dù là mang biển số Hà Nội, xin lỗi quý vị các bạn, mang biển số Nghệ An 37-31482. Tuy nhiên chiếc xe này gốc là ở Sài Gòn, thế nên là bác nào ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì cam kết các bác là không mất một phân 20 triệu tiền sang tên chính chủ nha các bác nhé. Và cái dòng này xe tải thì các bác nhìn cái thùng tải của xe rất là to, không gian chở tải của chiếc xe rất là rộng luôn. Chiếc xe này kích thước thùng của nó là 2160 nhân với 1590 chiều cao cũng như là 1590 chiều rộng. Đấy, khung gầm bệ chắc chắn, tôn vỏ màu căng đét đẹp luôn. Cái cửa kia là chưa đóng hết, mời em ra đóng. Đấy, cửa thì chưa đóng kín. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Ôi, đóng nó căng vào đấy các bạn, đóng như là chị em phụ nữ ấy. Đấy. Các bác ạ, vâng, cửa kia khít khịt luôn. Chiếc xe này vừa mới mua của bác chủ ở trong cửa Nam thành phố Vinh nha các bác nhá. Và kích thước thùng thì các bác có thể nhìn là thùng bệ rất rộng và chắc chắn, không cần đâu em ơi, cứ để nguyên đấy. Chiếc xe này thì được đóng thùng ở trong Sài Gòn, thế nên là thùng của xe rất là đẹp luôn. Vâng, ngoài Bắc thì rất khó đóng thùng được như thế này. Còn trong đấy thùng bệ thì các bác nhìn này, rất là chất luôn. Chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia với cỗ máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ. Và dòng xe này thì khả năng chở tải của nó chỉ là 6 tạ thôi. Tuy nhiên các bác chở hàng khô, hàng thực phẩm, hàng nhu yếu phẩm thì quá là tuyệt vời rồi. Xe vừa kín vừa chắc, đi mưa nắng không bao giờ phải suy nghĩ cho hàng hóa của mình. Đấy là một cái đặc điểm của Suzuki Kari với thùng đóng trong Sài Gòn cực kỳ chắc luôn các bác nhá. Chiếc xe này bây giờ em Vũ Duy Auto bán với giá thực sự là, thưa quý vị các bạn, quá là rẻ. Chỉ có 245 triệu đồng đã có ngay chiếc Suzuki Kari 2017. Vâng, chiếc xe còn hạn đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2021. Đấy, quý vị các bạn đi xung quanh xe cùng em Vũ Duy Auto thì có thể nhìn thấy là xe rất là chất luôn, không hề có đâm đụng luôn. Đấy các bác nhìn này, không hề đâm đụng trầy xước một chút nào luôn này. Sơn xi tôn vỏ căng đét đẹp luôn. Chiếc xe zin chính chủ này, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, chết dở tầm sáng này, các bác khách bác ấy gọi dã man thật. Đấy, nói chung là tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà bên em thì chuyên bán cho thợ là chính, vì các bác thợ biết rằng là giá nó rất là mềm. Đấy, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe nét căng từng cm, nhỏ gọn, bền bỉ, chắc chắn. Vâng, cái chiều dài có hơn 4 mét một chút. Thế là, tuy nhiên luồn lách trong nội đồ quá là tuyệt vời. Lốp zin theo xe nhá, lốp 2016 zin theo xe. Bốn vành của chiếc xe sử dụng vành la răng sắt sơn màu nhũ trắng. Đấy, vành biếc các thứ chuẩn chỉ luôn. Lốp lắp dày dặn chuẩn chỉ. Đấy các bác ạ. Vâng, một chiếc xe chở tải cũng không được nhiều, nên là về độ giữ gìn của xe thì rất là tốt. Cua lốp sạch sẽ, lốp lắp dày dặn, đặc biệt là khung gầm bệ của xe rất chắc luôn. Gầm xe, sàn xe không hề có một chút mục mọt nào luôn. Rất là sáng, sạch sẽ. Đấy, và rất phù hợp cho các bác nào chở đồ khô, đồ nhu yếu phẩm trong thành phố nội đô hoặc là các vùng quê. Đấy các bác nhìn này, máy số này khô ráo sạch sẽ luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, rất là sạch, cực kỳ sạch sẽ. Hệ thống nhíp của xe là nhíp để xe là 6 lá đó các bác nhá. Khả năng chở tải nói là 6 tạ theo đăng ký đăng kiểm thôi, còn đâu các bác có thể chở cao hơn tùy theo kích thước thùng xe. Đấy, lốp đằng sau, lốp tải vẫn còn rất là dày, lốp tải cực kỳ dày luôn. Riêng cái này nhét một cái dây một cây vào đây cũng không vấn đề gì. Đấy, lốp rất dày, la răng đẹp, sắt la răng sắt rất đẹp luôn. Và lốp này các bác này, lốp 2016 nhá, zin theo xe luôn, 2016 zin theo xe. Còn thông số lốp của chiếc xe này là 185 vành 14. Đấy, kích thước lốp phải tải rồi nên nó không có tỷ lệ như các cái dòng xe nhỏ. Đó, không gian nội quên, cái thùng là cái quan trọng nhất của chiếc xe này. Đây em giới thiệu cái thùng cho các bác.
nói hơi nhiều về chiếc xe xung quanh. Đấy, thùng mở ra đóng vào rất chắc chắn luôn. Đấy, hai tay hai bên là đều là bằng lốc hết, rất sáng. Nội thất bên trong, đấy các bác nhìn này, kích thước bên trong thùng, bên ngoài thì nhìn rõ là nhỏ, thế nhưng bên trong rất là rộng rãi này, sạch sẽ, sàn khô ráo thoáng đãng. Cái này thì bác nào chở đồ thì cứ để nguyên, còn bác nào muốn chở nó êm nhẹ hơn, các bác có thể lót thêm một tấm sàn vào đây nữa là đẹp, sàn cao su. Đấy, gầm sàn rất chắc chắn luôn. Này, cửa này, bọc cao su nét căng từng cm và kín khít luôn. Đấy, cao su kín khít nha các bác nhá. Trong thì đã có đèn bật sáng rồi, cũng rất là tiện lợi luôn khi bác đi trong đêm. Thế còn cửa bên này, cửa bản là tất cả bằng inox hết, lốc rất đẹp luôn. Đấy, miền trong đóng nên là cái chất lượng của xe rất là tốt. Đấy, toàn bộ bản lề đều bằng lốc, toàn bộ bản lề bằng lốc, đẹp cực kỳ luôn. Sơn xi tôn vỏ nét căng. Đấy, toàn bộ đây bằng lốc hết này. Đấy, lốc rất sáng luôn các bác nhá, rất sáng và chắc chắn. Bên này cũng vậy ạ. Vâng, cửa nào chốt khóa các thứ đầy đủ đều bằng lốc hết. Đấy, chất xe thì không chê vào đâu được, máy 1.6 tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, chất lượng. Đấy, thùng tôn rất rộng rãi luôn, kích thước 2m160 và 1m590. Đấy, thùng bệ đóng rất chắc chắn, các cái phần cao su rất khít luôn, cao su đẹp. Đấy, thời tiết hôm nay nắng sáng nên là quay xe rất là sướng, các bác nhìn chi tiết cực kỳ rõ ràng. Đấy, gầm bệ này sáng láng luôn, sạch sẽ luôn này. Đấy, máy móc thì khô ráo, máy móc zin nữa các bác nhá, không hề đâm đụng, không hề ngập nước. Qua này thì là vì ra dòng xe tải, thế nên là về độ chất của xe thì nói thật các bác, đến thời điểm này em thấy con này đúng là hàng hiếm luôn. Cực đẹp, keo chỉ zin này, keo chỉ zin, kính zin, kính quay tay hoạt động hoàn toàn êm ru. Đấy, kính quay tay hoạt động êm luôn. Bản lề này, về chất xe thì nói là kiếm được con như thế này là hơi hiếm. Vâng, táp lô sạch sẽ, trần da sạch thoáng. Đấy, ghế này, ghế tựa sát này, ghế này thì có một cái phần là cái chỗ này hơi rách một chút, cái này thì cũng là điểm trừ của chiếc xe, tuy nhiên là cái này quá bình thường rồi, da làm khâu lại da tí là ngon. Bên kia cũng vậy. Vâng, đấy, không gian rất là rộng rãi thoáng đãng. Bên này cũng vậy. Vâng, đấy các bác, cửa này rất chắc chắn, keo chỉ này, zin đét đẹp luôn này, tapi sạch sẽ, kính quay tay hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, rồi bản lề này, ghế bên này thì cũng hơi rách một chút ở đây rồi, cái này điểm trừ, cái này đơn giản thôi. Thế còn vô lăng thì khá là sạch sẽ vì là đã được bọc ốp vô lăng, logo Suzuki nổi bật. Còi thì khá là trầm. Và con này thì mới lăn bánh được có 4,5 vạn rồi các bác ạ, 4,5 vạn rồi, quá là nhỏ. Vâng, ắc quy khỏe, đầu đài đĩa đóm đầy đủ. Cái này thì lắp thêm bộ đầu này để cho nó cho nó đỡ buồn người lái xe. Đấy, thế còn trần nhớ là sạch sẽ thoáng đãng luôn. Bây giờ thì em sẽ mở cái khoang nắp cabo lên cho bác cùng xem. Nói chung là cái dòng này thì máy nó nằm ngay dưới phần khoang máy, cam kết cho các bác máy số zin nhá. Đấy, còn đây khung khoang máy đây, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nước xanh nét này, nước xanh, đồ nghề kích lốp, tháo lốp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, sạch sẽ. Còn máy nó nằm ở phía dưới này. Đấy, máy nằm phía dưới các bác nhá. Đấy, xuất xứ Indonesia. Đấy, khung gầm bệ chắc chắn luôn này, các bác nhìn kỹ này. Đấy, rất là đẹp, đều càng đét đẹp luôn, lỗ tròn đều, bầu đèn tai đèn không hề có một vết gọi là động chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn, xe rất là cân đối, hài hòa, chắc chắn. Đấy, và đây là thông số của xe. Con này đấy các bác nhìn thông số này rất rõ ràng luôn nhá. Đấy, sản xuất tại Indomobi Moto. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Indonesia, Suzuki, thương hiệu Nhật Bản, bền bỉ theo 5 tháng. Và đây là một dòng xe tải cực chất chắc của Nhật Bản luôn, và được sử dụng rất nhiều ở tại trên toàn thế giới. Đấy, cốp cáp đóng mở rất là chắc chắn. Và bây giờ thì em sẽ lái chiếc xe này cùng quý vị các bạn đi để trải nghiệm về chiếc xe. Đấy, con này được cái là không gian của nó rất là rộng rãi. Ồ,
ngồi cũng khá là thoải mái, mặc dù bên ngoài các bác có thể nhìn thấy nó hơi ngắn ở phần cabin. Thế là tuy nhiên là độ chất của xe thì khá là ngon, 4,5 bàn. Đấy, đề phát lên ngay. Máy số chạy cực mượt, không hề có lỗi nhá. Các bác nhìn vào trong cái màn hình này này, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn. Không hề có lỗi, đấy. Bây giờ thì em sẽ cùng quý vị các bạn đi một đoạn để cùng trải nghiệm chiếc xe. Đầu tiên là ta lùi. Tí nữa thì cũng sẽ lùi thôi. À, khi mà chiếc xe lùi thì nó có luôn hệ thống cảnh báo hiển thị bằng loa để cho người đi đường biết là xe đang lùi. Đấy, rất tốt cho dòng xe tải. Còn các cái phần khung gầm đây quý vị các bạn có thể nhìn là rất là chắc chắn, khung gầm bệ chắc chắn luôn. Đấy, em đi chiếc xe này cảm giác nó không hề chống chành một chút nào. Mặc dù đây là một mẫu xe tải hạng nhỏ, đấy, đi rất chắc xe. Và ta ra đường thì có thể như mọi người có thể cùng em bút riêng tôi nhìn là con này ra đường thì chắc luôn. Mà đi máy xăng thì nó rất êm, đi trong nội đô quá là tuyệt vời, máy xăng êm du luôn. Đấy, chắc xe luôn. Em để bên này, em để lui sang đây. Đấy, à, đâu rồi? Em để góc chéo. Đấy, các bác có thể nhìn là lái rất nhẹ nhàng luôn nhá. Và đương nhiên là khi ta lái thì ta phải đeo dây an toàn. Đấy là một cái quy định bắt buộc của nhà nước Việt Nam. Đấy, đã ra đường là phải đeo dây an toàn. Đấy, máy số cực êm, vào côn số nhẹ nhàng ngọt ngào. Đấy, số rất nhẹ luôn nhá các bác nhá, em vào số rất nhẹ nhàng luôn. Và con này không hề có nhau lái gì cả, xe rất chắc, chắc xe luôn. Có nhìn thấy hết khung không? Chỉ nhìn thấy mặt anh với một nửa kính. Thế thì em tắt cái video đi, xong rồi chuyển sang video mới, rồi chuyển chế độ ấy đi, chuyển chế độ quay bình thường. Đấy, con này vì là dòng xe tải nên là âm thanh mà khi mà xi nhan rồi lùi nó rất là to để mà ai cũng biết. Đấy, và nói thật các bác là lái con này rất nhẹ luôn, xe rất nhẹ và chắc, chắc xe. Đấy, không hề có rung lắc gì cả, được chưa? Đấy, máy số thì cực mượt và khả năng tăng tốc cũng khá là cao. Mặc dù đây là cũ máy xăng 1.6 nhưng mà lại rất khỏe luôn các bác ạ. Với hệ số sàn 5 cấp và con này mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ khoảng 5 lít trên 100 cây thôi ạ. Kính quay tay hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, quay phát mà đóng cái này vào thì xe êm luôn, không nghe cái gì nhá. Đấy, em đang đi với tốc độ là 6-70 cây nhưng mà gần như là xe rất là chắc xe và êm, không hề có một tiếng rung lắc gì cả. Đấy, không hề rung bật, tay lái bỏ ra thoải mái. Đấy, với một chiếc xe tuyệt vời như thế này, với cái giá tiền vô cùng yêu thương chỉ có 245 triệu đồng, ai yêu chiếc xe dòng xe tải hạng nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ, chất lượng thì hãy alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869 188 926. Cửa hàng em tại quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. Và cũng cảm ơn các bác là đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Fuji Auto trong thời gian qua. Và cũng tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý nhất. Vâng, đấy. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.